Ôi, suốt ngày bà về nói thế. Bé nó nhiều rồi, nó bệnh hơn, sao này bà làm ăn được gì? Tao lên đây tao chủ yếu là bế cháu. Thế bây giờ cơ hôm nọ bỏ sang hàng xóm một tí thôi, mẹ cũng kêu. Mày bảo là bà bỏ cháu đi, đi một tí mẹ cũng kêu, thế đằng nào mẹ nói được. Thế bây giờ tao lên đây tao chỉ có bế cháu. Ý con nói thế này này, bà hiểu sai ý con rồi. Là cũng có lúc bà đặt nó xuống, bà đặt nó xuống là đặt ở giữa giường này này. Có lẽ lông lật đi thì nó không bị ngã. Chứ bà đặt ở ngoài ghế kia là nguy hiểm. Kệ ta, tao muốn làm gì tao làm, cháu tao là bế. Okay. Thôi mày cứ vì có ý cái gì. Thì bây giờ bọn chồng con đi làm thì bây giờ bà bảo bà lên cần đỡ hoặc con. Bà chương này thì bà đỡ con không nào đấy. Bà chương đấy. Bà cứ định đặt nó xuống rồi khóc thì nó ăn được cái gì. Bà đi ỉa đi đái làm sao. Úi giời ơi. Có cái chuyện mà mẹ bế với mẹ đặt tôi. Em nói đùa, từ hôm bố mẹ lên trước ngày nào anh thấy là cái gia đình này nó yên ổn. Đây mày cho nó bú tí đi. Này, chưa gia đình này ơi yên ổn thế nào mà. Lúc thì mẹ đặt xuống thì bảo là mẹ để cháu một mình. Không, thế em hỏi anh nhé, mẹ đặt nó trên giường thì em cũng chả nói, nhưng mà đặt nó trên ghế. Anh về anh còn bắt em làm gì nữa? Tôi cho nó bú đi. Khổ lắm đúng không? Anh về em cũng bắt em để cho con một mình. Quát nhưng mà lúc mẹ bế nhiều. Lúc mẹ bế nhiều thì em lại bảo là mẹ bế nhiều thế nó bệnh hơi thì sau này không ấy được. Xong bây giờ mẹ không bế thì bảo là mẹ không bế. Em kiểu gì em cũng nói được, như kiểu em kiếm chuyện em sinh sự với mẹ ấy. Ơ? Sinh sự cái gì? Thế bế nhiều bệnh hơi rồi làm bà đi tắm mà cũng không đi được. Bà đi đá mà đi ỉa mà không đi được. Thì nó lo cho bà chứ gì. Mà nó bệnh hơi rồi, sao lại gửi nó đi trẻ, làm sao mà đi được. Bây giờ nó mới có 3-4 tháng bệnh cái gì. Bao giờ một năm hơn năm tính sau. Bây giờ nó vẫn bà nó đấy thì con chịu rồi. Nó mới này thì nó cần người bế, người bầm. Bế cho nó ấm chứ gì. Bà thì bà quý cháu. Bà thì quý cháu trai rồi. Đặt xuống dưới. Đấy, vợ mày nó bảo đặt xuống dưới này. Thế đặt xuống dưới thì tao lên đây làm gì? Lên bế không nó còn bế là đặt nó xuống thì cho nó còn còn ấy. Chứ cứ bế mãi lên người làm sao mà ấy được. Min thì nó tầm 3-4 tháng thì phải bế chứ không nó bẹt cái đầu này à. Bẹt mà nhìn thấy đầu bẹt đâu, nó tròn như này bẹt sao mà bẹt. Đặt nhiều thì nó phải bẹt. Bây giờ nó cứ ngủ nhiều, bây giờ bé thì nó chỉ có bú mới nó ngủ chứ nó đã ăn bột ăn nhạt gì đâu. Mày khó ăn bột thì không cho ăn bột. Thế nọ thế chia kiểu gì cũng nói được. Rõ ràng là 3 tháng rưỡi 4 tháng ai sao ăn. Xong rồi bế nhiều thì bảo là bế nhiều bệnh hơi. Đấy. Không bế thì bảo là bà để cháu một mình. Em bây giờ muốn như nào? Nó lúc nào nó kém. Anh muốn nghĩ là anh nghĩ không nói vậy nữa. Không nói nhưng mà đấy tính em rất khó. Em luôn kiểu dạng như anh cảm giác em luôn kiếm chuyện để em cãi nhau với mẹ. Như ở nhà em buồn quá em ấy. Xong rồi đi về là ngoại thì cũng đùng bỏ đi đấy. Bỏ đi mày bảo mẹ đi. Như nào đấy chứ xong con lại phải bỏ hôm đấy con bỏ lửa ngày công con đấy. Đi đưa đi đấy. Xong rồi là mẹ bế cũng kêu, mẹ không bế cũng kêu. Thế thì tao biết đằng nào mà là. Mẹ bảo đi thì để cháu lại, đi ăn cưới thì bỏ cháu lại. Bỏ được không? Nó non lớt thì cứ để đấy mẹ trông. Non được. Sao được mà non. Thế bây giờ phải bế không cái đầu nó bẹt về, bẹt cháu tao. Bây giờ tao hỏi ông nhá, người nước ngoài bế lạnh như thế, tuyết rơi như thế còn bế con ra ngoài đường 50 phút nó cho vào nhà. Tùy hoặc tùy nó từ bé bố mẹ nó cũng ở cái môi trường nó từ bé. Thế mình ở đấy xem mình có ốm luôn không? Ngay ở đây mình thay đổi thời tiết tí mình đã cúm rồi. Thế để cho ra ngoài đường nó làm quen nó xương gió. Quen em cũng quen không? Bản thân em cũng quen không? Bắt nó phải quen. Đây là mình châu Á nó khác với châu Âu so sánh. Bạn, em lúc nào cũng hiện đại cũng thế nọ kia. Hiện đại ra nuôi con này kiểu củ hủ 1-2 tháng cho ăn bột ăn cháo ấy. Thôi mẹ kệ mẹ. Tốt nhất là từ giờ kệ muốn bế muốn bồng thì là việc của em. Cả, không thèm động vào nữa. Mấy hôm nữa tao về thì là nó muốn làm gì nó làm. Đấy chán lắm. Suốt ngày ở nhà cứ mệt hết rồi. Suốt ngày ở nhà là cứ là khó chịu. Đấy mẹ xem. Ở chồng cứ động tí nó vào vùng vằng. Tính rất khó nhá. Đấy. Thôi. Trông cho thì bắt đầu. Thôi để mấy hôm nữa về thì nó tự thu xếp hay nó gọi mẹ tao lên mà trông. Ôi bà ngoại á, còn đang dính cái xưởng may. Đấy. Còn ông ngoại dính cái quán bia. Thế thì là đấy. Thì bảo trông đâu được. Sửa may giờ thì cũng 15-16 nhân công. Quán bia của ông ngoại ấy, thì mùa này thì người ta cũng đông khách. Tết nhất nơi rồi. Nó con này nó sướng, nó không biết đằng sướng.
nó chỉ lúc nào nó cứ kiếm chuyện với mình ấy. Mà nói thì chẳng nhẽ lúc nào bảo là mẹ nó với con trai thế thì nó lại cho là mẹ nó kệ, nó lại nó cứ cho bế khoảng vài bữa ấy, bắt đầu mới sáng mắt ra.